Chào mọi người, hôm nay bếp mini nhà Thảo sẽ nấu canh chua ăn cơm nha. Canh chua Thảo thấy có rất là nhiều anh chị yêu cầu Thảo nấu á, nên hôm nay Thảo nấu để mời mọi người ăn cùng với Thảo nè. Hôm nay Thảo sẽ nấu canh chua với cá chốt, cà chua, bạc hà, rau muống và giá nha mọi người. Cá chốt này nếu như mà có lá me mọi người, nấu cùng ăn sẽ rất là ngon luôn á. Hồi nhỏ ở quê, mỗi lần mà nấu canh chua với cá này nè mọi người, thì nhà em hay hái lá me non vào để mà nấu chung á, ăn rất là ngon luôn á. Bây giờ thì đi làm xa quê rồi, cũng không có lá me để mà hái nữa. Khi mà nấu lại món này á, tự dưng Thảo lại nhớ đến hương vị quen thuộc ngày xưa ghê luôn á mọi người. Canh chín rồi nè mọi người. Bây giờ Thảo sẽ cho rau nêm vào rồi mình tắt bếp nha. Bữa cơm gia đình với món canh chua cá chốt, mời mọi người